Xin chào cả nhà, hôm nay là mình học trên mạng, mình trồng dưa leo chùm, cuối cùng cũng thành công. Nó rất là dễ trồng luôn, mình cứ nghĩ là nó khó nhưng mà nó dễ. Nè, mình trồng, người ta chỉ cho mình là có vô chậu phân. Phân thì mình cứ phân hữu cơ, đất, trộn đất mình vô với phân cứt bò, hay là phân cứt gà này nọ đó, trộn đều phân lên hết thì vô chậu. Thì cây này á, mình ươm dễ lắm. Mình ngâm trong nước ấm, thời tiết của mình nè, mình nhà mình có nước ấm sẵn rồi, tại thời tiết nóng mà. Mình lấy mình bỏ vô cái chậu nước nào cũng được, cho ngâm tầm 3-4 tiếng vậy đó. Rồi xong mình lấy ra mình bỏ vô trong cái nào mà giữ ẩm ướt á, như là bông gòn, giấy vệ sinh, rồi đồ áo thun này nọ đó, rồi mình để giữ khoảng 2-3 ngày cái nó ra chồi, mình lấy mình ươm xuống đất đó ha. Thì dễ lắm, từ này lá từ thân là mình đếm là 12 lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đếm tới trên đọt là 12 lá. 12 lá thì mình ngắt đọt cho nó chỗ ra nha, cho nó chỗ ra trái nó mới đậu được trái cái, để không thôi là không có trái cái đâu, thấy không? Nắp nào mình cũng có trái trơn, thấy không? Đây thấy không? Mình trồng mới đây và tầm tháng thôi mà nó có trái, nhìn bất ngờ luôn. Thì nó dễ lắm. Mỗi lần nó leo á, mình sợ nó gãy cành á, thì mình quấn chéo như vậy nè. Mình buộc vô cái chậu nè. Không thôi buộc vô cái thân của nó. Buộc cái thân của nó. Thì xong mình quấn chéo dưới cái cành lá nha. Nè, anh thấy không? Quấn chéo dưới cành lá, quấn vòng tròn dưới cành lá nè, thấy không? Đó, quấn dài lên ha. Đó thì tương tự mấy cây này cũng vậy, mấy cây con cũng vậy, mấy cây con cái mình buộc nó chân chỗ đó, nhánh của nó nè, nhánh nó nằm mình buộc chân dưới cái lá của nó nè ha, dưới cái lá của nó nè, đó mình buộc mình đưa lên, buộc thẳng lên trời. Em sợ thời tiết nóng á, cái em che một miếng này, tại dưa leo nó cần thời nắng nhẹ thôi, nắng nặng nó chưa không nổi. Đó, dưa leo chùm của mình 4 cây thôi là cho đủ ăn rồi. Trái ra xum xuê. Bây giờ đang mọc cây con vẫn có trái luôn nè. Mình cho con xem cây con của nó có trái nè. 12 lá mình ngắt rồi sẽ ra trái là nó cũng đậu hết. Thấy không? Trái là nó cũng đậu luôn này, không trái đậu hết trơn, thấy không? Nó to là to nè ha. Đó, trái đậu hết. Trái nào cũng đậu hết. Thấy hàm lắm. Rất là đơn giản không? Để em làm cái vàng rất là đơn giản. Chúc cả nhà thành công nha.